Rồi, chung kết cho bên phía đội bạn. Miwan. Bên phía đội bạn là Hitfo. Hitfo bên mình là Miwan Pan. Được rồi. Có thể thi đấu được. Rồi, Phan chém đây rồi, thưa các bạn, được rồi, được rồi. Đây rồi. Còn gì? Vâng. Đây là chuyện gì đang xảy ra ở đây đây? Đây mà là pơ thì tôi đánh giá là trận thi đấu ngã ngũ luôn. Tôi không tưởng tượng được đây là cái gì nữa rồi. Vâng, các bạn có thể nhìn thấy. Cái gì đây? Bài Pan. Em đây là chưa mở mắt ra và đã thấy đến 5 voi và một hiêu. Thôi rồi, thôi rồi. Thôi rồi, thôi rồi. Đến đây là khó rồi, khó cho game thủ bên phía Hà Nội rồi. Thôi thôi xong rồi. Thật sự là cái bài Pan này là một bài Pan tôi đánh giá là kinh khủng tở. Không biết tí nữa ông chạy ra ông lại tìm thấy một bãi quả phụ nữa thì thôi. Nhưng đúng là chắc là mọi thứ đã được an bài. Rồi được rồi, xem đây thôi. Xem bài Miwan đi. Rồi, Miwan có thế. Miwan có thế để đánh cung. Rồi, quả phụ hiêu, được rồi. Có lẽ là được định đoạt từ đây rồi. Rồi, tôi xem bài Pan đỡ đi. Mấy đang khen thì lại chậm BE. Hơi khó hiểu cho game thủ 97 ngày hôm nay. Những tên mid BE liên tòi tội. Thật sự thì bài Pan này tôi nhớ là trong lịch sử tôi xem đế chế thì có đúng bài thì tôi nhớ là có bài Pan của anh Dũng. Anh có thể ép được Pan kích 8 kinh khủng. Nhưng là 16 dân nhưng mà bài này thì có lẽ là vẫn 18 dân thôi. Vẫn muốn đi tìm thêm lực dành cho U97. À, gỗ đầu là hơi xấu xí quả bí một tí. Được rồi. Bóng đen có 5 voi nữa không? Bóng đen phải có con voi cơ thì mới là 5 voi. Xong cố đi thêm một tí đi em. Rồi, trận này tôi nghĩ là chắc chắn là 9 rồi. Nhưng mà 9 bao nhiêu thôi. Thật sự thì hơi mất thao tác và những cái việc vớ vẩn hơi nhiều. Chứ bài này mà chỉ cần ép hiêu và voi thôi, 16 dân hoàn toàn có thể kích 8. Thật sự là có thể kích 8 bài này. Đây rồi, thêm một voi nữa. Kích 8 và Pan thì các bạn biết rồi đấy, ôm gỗ vẽ ruộng thì cái việc sóc đều quân nó là đơn giản đi. Thôi, xem bài truy mệnh cơ cấu một chút. Rồi, S ở ngoài đi anh. Được rồi. 26 dân. Rồi, đánh cung chặt sẽ luôn. Bên phía các bạn phô mà kích khoảng 10 rưỡi thì thật sự là cũng ít cửa lắm. Bên phía các bạn phô phải lên sớm hơn cơ. Rồi, truy mệnh ô được 300 gỗ rồi. Vẫn thiết kế S2. Rồi, đánh cung 1S thì tù lắm. Không, như vậy là chỉ đánh 1S thôi, do lượng gỗ quá nhiều. Thôi, ép đời đi em. Vâng, tôi nói rồi mà, chỗ này chắc chắn là con voi nữa. Như vậy là 6 voi, 9, 22. Vừa mới khen cái chết một dân ngay. Thật sự là voi này đánh kinh thật. Khen chán, khen chê, khen mê, khen mỏi một hồi thì ông ấy chết dân. Được rồi. Chạy dò đi. Chưa cần vẽ ruộng gọi. Không.
vẫn quyết định vẽ ruộng luôn. Phải xây ra 2 lờ trước. Kết thúc đối thủ từ những tên đầu tiên. Bài Pan và 922 thì không phải nghĩ. Vâng, như vậy là quyết định chém chéo cho game thủ Minh Trụy. Rồi, gặp MOBA, BBN. Rồi, như vậy là Pho là cánh bên kia. Đánh chém, cho Hitty đánh cung. Như vậy chém chéo là một quyết định hợp lý của game thủ. Đây rồi, xây L2. Không xây được L2 đâu xin mang ơi. Đừng hòng xây L2. Đúng rồi, hai dân nằm xuống. Như vậy là xi măng còn 21 dân nữa. Đây rồi, anh đem một tiểu đội ra để xây BL. Các bạn có thể nhìn thấy. Được rồi, năm con dân này nằm xuống nốt thôi. Điều dò cho chuẩn một chút. Rồi, cũng chéo luôn đến từ game thủ xi măng. Nhưng mà lạc đà ra rồi. Anh ơi, chạy dò đi, nhanh còn kịp. Nhưng mà thật sự là anh khó chạy tên này lắm. Đây là lạc đà Pan, cái loại kinh khủng tởm. Rồi, tỷ số của C đầu thứ 5 sẽ là 3-1. An bài rồi. Mọi chuyện được an bài rồi. Lạc đà công giáp. Giò của game thủ. Cứ chạy chạy ra ngoài một chút, cẩn thận bo lại. Giò của game thủ xi măng mà sang đây lấy cái gì đánh game thủ thứ 5 bây giờ. Được rồi, hai lạc đà công giáp vã nhau. Không, như vậy là tên đấy đánh tiếp là mình thua đấy. Tên này chúi một chút, bo tròn ruộng luôn đi. Đánh chắc cốt vào, từng này ruộng, bo tròn ruộng hai đầu. Là tươi rồi. Xem Miu ăn còn thoát off không. Rồi, 29-48. Giờ mới kích cung A hai áo hơn. Nào, cẩn thận nào. Đánh chuẩn chỉ một chút. Thêm ruộng đi anh. Rồi, xây thêm BS mới, bảo thêm ruộng, sửa BS ngay. 3 nạp, 23-24, đúng rồi. Cứ phải tròn ruộng luôn. Rồi, quay lại đi hít tìm. Giờ này không cho Hitty đi quân nào ra khỏi nhà thì Miu ăn không thể chết. Rồi bơm thực đúng luôn. Không, vẫn không cho. Tôi nói về tình cảm của một chút. Xem Miu ăn nào. Đúng rồi. Vẫn còn khoảng 3-4 con lạc đà cho game thủ xi măng. Đến thời điểm này thì đã thắng rồi. Thật sự là có thể nói là thắng rồi. Rồi ra ngoài xây A, đánh rất chắc chắn. Vâng, tham về có Pan với vấn đề gần 73 rồi. Rồi, quay lại màn hình máy của Pan, 28-36. Các bạn có nhìn thấy cái lượng lạc đà này, tôi không hiểu Hitty sẽ ra khỏi nhà kiểu gì. Bài này thì chắc là một mình Pan cũng được cân được hit rồi, chứ chưa cần Miu ăn đẩy quân đâu. Được rồi. Vâng. Các bạn có nhìn thấy cái tên mà xây BB kinh khủng tờ. Thôi không sao đâu, tỷ số được ấn định rồi. Rồi, cứ xem Pan chém thôi. Cái Miu ăn giờ này thì nếu mà bung nhà thì đúng là bạn nào đến luôn hiện trường mà thịt Truy Mệnh đi. Trận này mà thua thì tội lỗi đâu Truy Mệnh nhận hết. Nhưng mà game thủ U97 em làm thật sự là quá thành công cho trận thi đấu này rồi. Xong rồi, 56-68, đẩy vào nhà đấy làm gì, còn gì đâu hả anh? Bây giờ chắc là chỉ có thể phá party với cả nhà của U97 thì mới còn cửa thua, chứ còn game thủ Truy Mệnh giờ này không còn đối thủ nữa rồi. Cả ba nhà cùng đánh thì mới thua được, chứ còn
hai nhà không ăn thua. Rồi, các bạn có thể nhìn thấy cái nụ hit đi. Ôi, vâng. Lạc đà đông hơn cả cung R, các bạn có thể nhìn thấy. Cái này người ta cứ chỉ cất lên là sẽ rất khó để nói thôi. Đúng là thời điểm này đúng là rất khó để nói. Rồi, quyết rồi, tỷ số là 3-1. Đáng mà quyết từ lâu rồi cơ.